Các bạn nhớ đăng ký kênh mình ở đây nha các bạn. Và các bạn hãy coi video mình làm nha. Đàn ông mật làm tổ trên cành cây cổ thụ. Ngày ngày những chú ông cùng nhau hăng say hút mật hoa về xây tổ. Chỉ có ông dũng sĩ to khỏe không thích làm việc chung, bởi nó tự cho mình là nổi trội, nhanh nhẹn nhất đàn. Anh chưa đi kiếm mật hoa sao? Tôi khỏe mạnh, nhanh nhẹn nhất nên bây giờ đi vẫn kịp. Nó kiêu ngạo nói, chỉ cần nửa ngày tôi có thể lấy được số mật hoa bằng cả đàn làm cả ngày. Tôi không thích những người chậm chạp. Thế nên nó luôn đi một mình, không bao giờ làm cùng đàn. Tôi có thể lấy được số mật hoa bằng cả đàn đấy. Ngày nọ, khi đi lấy mật, vì bay quá nhanh nên ông dũng sĩ không kịp tránh cái mạng nhện giăng trước mặt. Nó giãy giụa mong thoát ra, nhưng càng bị dính chặt. Ôi, ôi, cứu tôi với! Cứu tôi với! Ông dũng sĩ tuyệt vọng kêu lên. Một chú ong trong đàn ở gần đó nghe được, liền bay đi báo với cả đàn. Ôi, mình phải báo với đàn đến cứu anh ấy thôi. Nghe vậy, một chú ong bảo, ôi, cậu ấy khỏe như thế, sẽ tự thoát ra được thôi. Đúng đấy, trước giờ cậu ấy có bao giờ cần đến chúng ta đâu. Những chú ong khác đồng tình. Ong dũng sĩ bị mắc vào bẫy của đàn nhện mất rồi. Cậu ấy khỏe như thế, sẽ tự thoát ra được thôi. Đúng đấy. Chú ông báo tin băn khoăn nói, nhưng anh ấy không thoát ra được nên mới cầu cứu. Nếu chúng ta không đến, bọn nhện độc ác sẽ ăn thịt anh ấy mất. Nhưng chúng ta đến đó, nhỡ cũng bị dính bẫy thì sao? Cả đàn bắt đầu tranh cãi. Bọn nhện khỏe lắm, chúng ta không đánh nổi bọn nhện đâu. Chú ông lớn tuổi nhất lên tiếng, họ nhà ông, chúng ta luôn đoàn kết. Cậu ấy dù sao cũng là thành viên trong đoàn. Đồng đội gặp nạn, chúng ta không thể bỏ mặc. Bọn nhện to khỏe, nhưng chúng ta đông hơn. Chỉ cần chúng ta hợp sức, chắc chắn sẽ thắng. Chỉ cần chúng ta hợp sức, chắc chắn sẽ đánh thắng được chúng thôi. Nghe vậy, đàn ông mật đồng thanh, nhất trí, chúng ta lên đường nào. Cả đàn ông vù vù bay về nơi ông dũng sĩ bị mắc bẫy. Chúng ta lên đường nào. Đàn nhện nhanh chóng kéo đến bao vây ông dũng sĩ. Ông dũng sĩ đang tuyệt vọng chờ chết thì nghe thấy những tiếng vù vù quen thuộc. Nó vui mừng khôn xiết. Ông dũng sĩ ơi, chúng tôi đến cứu bạn đây. Nhìn cả đàn chiến đấu với bọn nhện để cứu mình, ông dũng sĩ hổ thẹn lắm. Đàn ông đông đảo khí thế bừng bừng, khiến bọn nhện sợ hãi kéo nhau chạy mất. Ôi, cảm ơn vì đã cứu mình. Từ đó, ông dũng sĩ bỏ tính ngạo mạn, vui vẻ làm việc cùng cả đàn. Đàn ông hăng say làm việc, tích trữ được nguồn mật ngọt ngào vô tận. Ở đây nhiều mật hoa quá. Tạm biệt các bạn và chúc các bạn có một bữa tối vui vẻ.